rất cảm ơn quý vị đã ủng hộ phần quảng cáo vừa rồi. Và bây giờ Diễm Liên xin được gửi đến quý vị những bản tin Việt Nam và cộng đồng sau đây. Kính thưa quý vị, thông tin người dân bị cách ly, đòi ăn táo New Zealand và nho của Hoa Kỳ chỉ là một nửa sự thật mà thôi, tin từ Sài Gòn. Ngày 21 tháng 3 năm 2020, có nhiều tờ báo của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã loan tin phát ngôn của ông Trần Quang Thảo là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 8 có nội dung 4 gia đình trong quận ly cách đã đòi nhà cầm quyền cung cấp nhiều thứ, trong đó có táo New Zealand và nho của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, trong quy định mà nhà cầm quyền chỉ được cung cấp thực phẩm thiết yếu, tối đa là 50.000 đồng. Theo tin này, sau khi được đưa lên ở truyền thông, có nhiều người đã dùng mạng xã hội buông ra những lời mạ lị, chửi bới không thương tiếc đối với 4 gia đình trên vì cho rằng họ đã bị cách ly mà còn đòi hỏi cao sang. Đến ngày 22 tháng 3, Facebook mang tên Nguyễn Quang Thái đã khẳng định thông tin trên chỉ là một cách đưa tin nửa một nửa sự thật của truyền thông nhà cầm quyền. Trên thực tế, 4 gia đình trên là người Chăm theo đạo Hồi. Theo quy định tôn giáo của họ thì họ chỉ ăn đồ là đồ của Halal, tức là những đồ ăn được kiểm nghiệm, hành lễ và chứng thực Halal mới được phép ăn. Cho nên khi họ bị cách ly thì họ không thể đi ra ngoài để mua đồ ăn, mà nhà cầm quyền thì chưa có phương án cung cấp thực phẩm Halal. Chính vì vậy, các gia đình này đã nhờ nhà cầm quyền mua giúp cho họ nho và táo, chứ không phải là họ yêu cầu nhà cầm quyền cấp miễn phí. Cũng trong ngày 22 tháng 3 thì trên tờ báo Tiêu dùng, ông Trần Quang Thảo đã xác nhận rằng những gia đình trên nhờ phía quận mua giúp họ vì hai loại trái cây này không có trong thực đơn và mà họ cung cấp cho những người cách ly, kính thưa quý vị. Trong khi đó thì bệnh viện Bạch Mai bác bỏ tin đồn bị phong tỏa vì lây nhiễm COVID-19, tin đến từ Hà Nội. Vào trưa ngày 22 tháng 3, ban lãnh đạo bệnh viện Bạch Mai Hà Nội đã chính thức phủ nhận thông tin bệnh viện bị phong tỏa vì lây nhiễm COVID-19 như một số nguồn tin đồn trên trang mạng xã hội cũng như trong cộng đồng dân cư. Thông cáo nói bệnh viện chỉ đang thực hiện các biện pháp tăng cường phòng dịch để bảo đảm an toàn cho người bệnh, trong đó có việc tạm dừng hoạt động khám theo yêu cầu và tái khám tại các khoa để tránh tập trung đông người tại khu vực điều trị nội trú. Kính thưa quý vị, tuy nhiên, việc khám bệnh và chữa bệnh và cứu cấp người bệnh tại bệnh viện Bạch Mai vẫn triển khai như thường. Bệnh viện cũng đề nghị mọi người khi vào bệnh viện nên nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra thân nhiệt và đeo khẩu trang đầy đủ. Bệnh viện đang trang bị cồn khử khuẩn lại tất cả các vị trí có nguy cơ tiếp xúc cao như là thang máy và cửa ra vào, v.v. Trước đó, ngày 20 tháng 3, Bộ Y tế thông báo hai nhân viên y tế đầu tiên của Việt Nam mắc COVID-19 là hai nữ điều dưỡng của Bệnh viện Bạch Mai, là bệnh nhân mắc coronavirus số 86 và 87. Sau đó, thì bệnh viện có thực hiện việc cách ly đối với 150 điều dưỡng và bác sĩ tiếp xúc gần F1 tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới và Viện Tim Mạch, là hai cơ sở trực thuộc. Kính thưa quý vị, Việt Nam hiện nay đã có gần 100 người bị nhiễm COVID-19, bao gồm cả 17 người đã được điều trị khỏi và xuất viện, theo truyền thông của nhà nước Cộng sản. Hàng chục nghìn người đang bị cách ly ở nhiều nơi khắp cả nước và con số ngày càng nhiều người do người lao động và du lịch học sinh từ nước ngoài trở về, kính thưa quý vị. Và Linh Mục Nguyễn Duy Tân lên làm việc với an ninh Đỗ Anh Tuấn vì đã giảng lời Chúa, tin từ Việt Nam. Sáng ngày 23 tháng 3 năm 2020, Linh Mục Nguyễn Duy Tân đã phát trực tiếp trên Facebook cá nhân của mình trước khi vào làm việc với Phòng An ninh Đối nội thuộc Công an tỉnh Đồng Nai vào sáng cùng ngày 23. Nội dung giấy mời mà Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, trưởng Phòng An ninh Đối nội, ghi nguyên nhân mời ông Tân lên làm việc là để làm rõ những hoạt động vi phạm pháp luật. Vì vậy, trước khi lên làm việc với an ninh Đồng Nai, Linh Mục Tân đoán có thể do ngày 22 tháng 3, ông đã giảng về việc Chúa Giê-xu những người mù. Vì vậy, trước khi ông lên làm việc với an ninh, Linh Mục đã đeo một cái kính đen, xem như mình bị mù, để nói rằng việc bầu cử của nhà cầm quyền là rất tốt để bầu ra được Tổng Bí thư Đảng, Chủ tịch nước là rất tốt. Điều thứ hai là nếu vị Linh Mục này sáng mắt, thì sẽ nhận ra được bộ đội của Bắc Việt năm 1975 không phải là quân giải phóng mà chỉ là quân ăn cướp. Nhưng vì ông bị mù nên ông vẫn nói rằng bộ đội là quân giải phóng. Điều thứ ba, nếu ông sáng mắt, ông sẽ nói Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Còn ông mù mắt, ông sẽ nói đó là của Trung Cộng. Và điều thứ tư, nếu ông sáng mắt thì ông sẽ nói Việt Nam đang bị nô lệ giặc Tàu. Còn ông mù thì ông sẽ nói Việt Nam
đang có tự do dân chủ, nhân quyền. Kính thưa quý vị, theo giấy mời thì 8 giờ sáng, Linh Mục Tân phải làm việc với an ninh, nhưng mãi đến 1 giờ 30 phút cùng ngày, Linh Mục vẫn chưa ra khỏi đồn, khiến cho nhiều người rất lo lắng. Kính thưa quý vị, 31 người Việt Nam bị bắt ở Pingtung, Đài Loan, tin từ Đài Bắc, Đài Loan. Vào hôm thứ Bảy ngày 21 tháng 3, Cảnh sát Tuần duyên Đài Loan đã bắt giữ 31 người Việt Nam trên một chiếc thuyền đánh cá ở vùng biển ngoài khơi Pingtung. Và các công tố viên nộp đơn yêu cầu bắt giữ hai nghi can người Đài Loan được cho là có liên quan đến đường dây buôn lậu. Kính quý vị, sau khi biết về một đường dây buôn bán người lên kế hoạch buôn lậu hàng chục người vào Đài Loan, lực lượng bảo vệ bờ biển ở quận Liên Chèn báo cáo sự việc với văn phòng công tố viên Pingtung ở phía nam Đài Loan. Trong một tuyên bố chung, văn phòng công tố viên này và cảnh sát tuần duyên Liên Chèn cho biết kết quả là một đội đặc nhiệm được thành lập và sau đó họ cho mở một cuộc điều tra nhắm vào các tàu và các xe cơ giới bị nghi ngờ tham gia vào các hành vi phạm tội như thế này. Kính thưa quý vị, theo bản tuyên bố, họ phái 3 tuần duyên nặng 100 tấn đến vùng biển ngoài khơi đảo Siao Liu Kiu gần huyện Pingtung. Đây là nơi các cảnh sát đã bắt giữ một tàu đánh cá Đài Loan đang chở 31 người từ Việt Nam bị cáo buộc cố lẻn vào nước này. Các công tố viên Pingtung cho hay, hai nghi can người Đài Loan trong vụ án được cho là đã chèo thuyền từ thị trấn cảng Đông Gèn ở huyện Pingtung vào hôm thứ Sáu ngày 20 tháng 3 để đón 31 người Việt Nam từ một tàu khác vào hôm thứ Bảy vừa qua. Kính thưa quý vị, cuối ngày thứ Bảy, 31 người Việt Nam gồm 24 nam và 7 nữ bị cảnh sát tuần duyên bắt giữ khi họ lên thuyền đánh cá để duyệt lại. Theo các công tố viên, các nhân viên cảnh sát tuần duyên mặc đồ bảo hộ và đeo khẩu trang trong quá trình kiểm tra để bảo vệ khỏi bị nhiễm coronavirus. Kính thưa quý vị. Và bác sĩ Long Nguyễn và con đường tìm kiếm nơi tốt nhất để thể hiện tài năng. Đây là tin tức đến từ Pion. Bác sĩ Long Nguyễn là một bác sĩ gia đình tại trung tâm y tế gia đình Scorer ở Pion. Ông ta đã sống ở Hoa Kỳ gần 30 năm, kể từ khi đến quốc gia này tị nạn từ Việt Nam cùng với gia đình vào năm 1993. Gia đình của ông định cư gần Oceanside từ bang California. Trong thời gian này thì ông theo đuổi nhiều hoạt động khác nhau như vẽ tranh, làm toán, chơi bóng đá với hy vọng sẽ thực hiện được tất cả chúng khi lớn lên. Tuy vậy, mẹ ông lại mong muốn ông trở thành một bác sĩ. Cuối cùng, khi đang thực hiện nghiên cứu sau đại học, ông quyết định theo đuổi con đường trở thành một bác sĩ như là mong ước của mẹ ông. Sau đó, ông theo đại học tại một trường y khoa ở tiểu bang California. Theo tờ Houston Chronicle đưa tin, sau khi hoàn thành chương trình học thì ông đã thực tập tại thành phố Monroe. Khi lập gia đình và có hai người con, ông cùng với gia đình dọn đến thành phố Thames, Michigan. Và tại đây, cha vợ của ông là một phụ tá bác sĩ tại bệnh viện Scurrer đã dẫn ông đến nộp đơn xin việc. Sau khi nói chuyện với giám đốc điều hành của Scurrer, ông nhận ra rằng có một sự khác biệt trong việc lãnh đạo ở đây so với tất cả những nơi mà ông đã từng phỏng vấn. Do đó, ông ta quyết định làm việc tại đây. Hiện nay thì ông làm việc trong bộ phận chăm sóc gia đình. Ông được trao cơ hội giám sát cơ sở sắp mở cửa của Scurrer tại thành phố Bad Aids và phòng khám tại Fast Care. Kính thưa quý vị. Xin quý vị đừng cho máy, chúng ta sẽ quay trở lại ngay sau phần quảng cáo với những bản tin văn nghệ và đời sống. Rất cảm ơn quý vị.